chị sẽ làm món hột vịt lộn nướng muối ớt cho mình nha. Có quả nào già già không ha? Có quả già, quả già đây. Thích ăn quả già. Quả già đúng không? Yeah. Quả già nhưng mà gọi chị thôi, đừng gọi chị cô già. À, gọi chị. À, gọi chị. Gì? Nóng quá, nóng quá. Lấy quả đó ra được không? Lấy quả đó được không? Lấy quả già ra. Đang tìm mẹ. Nhiều người là khi ăn trứng già, chúng nó mình là khi ăn trứng già. Đây, trứng già. Đây, trứng già quả nào già thì các em. Mình sẽ quay lại để học cách chị làm, mọi người coi mà làm theo nhá. Rất là gì làm? Làm được đâu, khó lắm. Cái món này là xuất xứ ngoài Bắc đấy rồi nhá. Không biết, từ cái chế ra. Mình thấy ngon là mình làm thôi. Con mình cái chế ra. Ngoài món này mình còn có nghêu sò thến càng gẹ đầy đủ đúng không? Đủ các loại đây nè, càng gẹ đó, em chụp cái menu kìa, cái menu đầy đủ hết. Ok, ốc lát xào dưa này. Quán mình bán từ mấy giờ đến mấy giờ? 6 giờ tới 12 giờ đêm em. 6 giờ tối đến 12 giờ đêm. Khi nào khách đông quá bán không? Có. Địa chỉ là chỗ hẻm 773 Lê Đức Thọ, phường 16, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh nha. Sốt mình chan vô hay mình chấm gì? Mình chan vô chứ. Mình biết đây là cái nước sốt gia truyền của bà rồi. Mình hỏi bà không nói có cái gì trong đó đâu. Giấu nghề. Bà giấu nghề chắc luôn. Nhưng mà thôi cứ hỏi. Nước chấm có cái gì trong đó chị? À, có đường nè, nước mắm, muối, bột ngọt, các gia vị của mình. Đó nha. Cái đoạn, thôi, còn cái, những cái gia vị là mình không nói. Cái đoạn đường và nước mắm bà nói, còn cái còn cách gia vị của mình đó là cái đoạn bí hiểm nhất. Cái gì để lại chứ? Yeah. Bí kíp ra tiền. Giờ dưới nước sốt lên. Yeah. Khoảng bao nhiêu lâu thì trái trứng này sẽ chín vậy? À, trứng mình đã chín rồi, mình chỉ cho nó sôi lên, rồi mình sẽ cho nấm cái nước gia vị nó sôi lên rồi mình sẽ là được đó. Mình đếm các gia vị vô. Mình bán là bao nhiêu tiền một chén vậy chị? 12.000 một chén em. 12.000 một chén. Ví dụ mà ăn 20 một người mà ăn 20 chén thì chị có giảm giá không? Đó, người ăn 20 chén giảm giá. Ok. Ăn 20 trái thì chị được giảm giá nửa trái. Nói nghe trời. Wow. Chương trình khuyến mãi siêu khủng, ăn 20 trái được giảm nửa trái. Tính tiền 12 trái. Mưa hành của nó rất cái gì vậy? Có ốc len này mình làm trước hả chị? Wow, nó sôi rồi kìa. Đây là mưa hành thứ hai. Đây là mưa hành. Như vậy là chín rồi đúng không chị? Đậu phộng. Đậu phộng là hành phi này. Một phần. Đưa cho chị ăn đi bên đây. À, không phải của em đang tính ăn tại chỗ luôn. À, cho chỗ nha, từ từ. Ôi nóng lắm. Nóng mà nó không được tính mang đồ ăn nha. Trẻ này cũng hay quá, cái trẻ này nó không có vỡ. Trẻ này là... Trẻ này bằng gì chứ? Đất nung hồi xưa á. Còn mấy cái chén sẵn hồi nung hồi xưa á. Cái chén bây giờ là nó hay bị vỡ. À, chén giờ nó hay vỡ. Chén đá được. Hợp
bán ở trên cái xe có ghi là xe ốc Hương, ốc Quỳnh Hương. Chị ốc Quỳnh Hương là chị có phải họ Hồ không? Không, à chứ không phải là Hồ Quỳnh Hương luôn. Ca sĩ luôn chị. Hai chén nè, tí ăn không? Thôi ăn đi, em bốn chén ăn đi. Chú mời, chú mời mẹ trả tiền. Em ăn gì á? Chờ mời nhưng mà trả tiền hộp cúc cho mẹ. Chị ơi chú, em xoay có cần xoay nữa không? Ôi chín rồi, rồi đấy, là không có chín nữa, là chín rồi. Chín rồi. Chị cho cái nước sôi lên là được rồi. Chém nó đủ để chín. Chín rồi đúng không chị? Chín rồi. Chút vậy thôi. Để con là không nên thử chai. Thử chai là một quen không tốt. Không hiểu hả? Đồ dọc chú hơi khó nghe lắm. Chú là người Mán đó. Bên Campuchia. Chú ngồi gì chú? Hả? Chú ngồi gì? Rồi, gọi chú ra. Chú là Việt Kiều Mỹ. Kiều bên Mỹ. Mỹ Tho. Có bia không chị? Có bia. Dạ cho em mấy chai bia. Có bia gì chị? Có bia Tiger. Tiger hả? Ừ. Ok cho em mấy chai. Ngồi vỉa hè thôi mọi người. Ngồi vỉa hè không được. Rồi ngoài món hột vịt lộn này ra thì còn có trứng cúc. Rồi các món nghêu, sò, ốc hến, ốc móng tay này. Rồi cái gì? Ốc Hương này kia. Vịt lộn xào me nữa mà. Một vịt lộn xào me. Đủ các loại luôn. Bán đặc biệt là hải sản nhiều. Ở đây còn có bia nữa, có bồn bia này nha mọi người. Rai rai là đêm luôn. $12,000 đúng không? $12,000 một đĩa. $12,000 một quả trứng vịt lộn. Còn cho bơ vô cho nó thơm ha. Thơm phức luôn. Cái này là mùi tỏi này. Thơm quá. Bơ, mùi bơ với gia vị nó ngậy lên, thơm quá trời. Làm luôn tay luôn chân, không ngơi nghỉ. Làm một cái gì đó.
của em một phần này với một cú sò me nữa. Có chân cúc luôn đúng không chị? À, có chân cúc luôn em. Bún lộn sò me. Đây là ốc mơ sao? Sao mơ tỏi rau muống. Sao mơ tỏi rau muống. Bún đảo cho chị. Mình mang về bỏ ly à chị? Chứ về nhà còn nước là bỏ hộp về nhà là chỉ đổ nước hết. À đúng là bỏ hộp nó đủ. Mặn mặn, ngọt ngọt, chua chua, cay cay. À, mời mọi người nha. Chị sẽ trứng vịt lộn nướng thân thân này. Trứng vịt lộn nướng muối ớt. Hai người ta ăn nhiều. Chuẩn luôn, phải làm ngon thì người ta đến ăn nhiều chứ. Cứ bình tĩnh con ạ. Một xe rất đơn giản về hè thôi mà quá mệt mỏi. Chào ốc luộc. Chị ơi, lúc nào chị chỉ em bí kíp mà nướng hột vịt nướng muối ớt nhá. Bé biết không? Lâu. Chú ăn 80 trái trứng ở đây mà chưa học được nghề nướng muối ớt đây. Chưa bao giờ ăn. Chưa bao giờ ăn. Mẹ chưa làm sao mà mẹ cứ làm cho con ăn, mẹ không làm cho con ăn. Đúng rồi, phải thắc mắc chứ. Phải có tiền thì ăn ngay mấy rồi. Sao mẹ cứ làm cho con ăn mà không làm cho con ăn? Đúng rồi, con phải đòi chứ. Có nào trên xe thì cũng được ăn hết rồi. Thì con cứ trả tiền cho mẹ đi rồi mẹ nấu cho con ăn. Mẹ nấu cho anh bây giờ mới lớn được chừng đó chứ. Chú quay chú đang lên mẹ hả chú? Đúng rồi. À nhân viên phục vụ nhí đúng không? Thơm lưng luôn. Chúng tay có mì không em? Con hỏi mấy người đi ăn gì giúp mẹ. Ra
rồi. Bố lại anh hai đi lễ rồi.